Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. SOS Dương Tử, mỹ nhân nằm không cùng trúng đạn Đặng Luân. Trong scandal trốn thuế của Đặng Luân lần này, không chỉ Dương Tử mà đạo diễn Quách Kính Minh cũng gặp vận đen. Khi mà bê bối Đặng Luân trốn thuế đang phủ khắp mặt báo và mạng xã hội, thì cái tên được réo gọi nhiều nhất lúc này là Dương Tử và Quách Kính Minh. Ở thời điểm bình thường, Dương Tử luôn được ca ngợi là sao nữ vượng nam chính. Rất nhiều sao nam sau khi hợp tác với cô đều trở nên nổi tiếng. Đặng Luân sau Hương Mật tựa khói xương, Lý Hiện sau Cá Mực Hầm Mật. Và mới đây nhất, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn hợp tác cùng Tiêu Chiến, mới ra trailer cũng đã được khen nức nở. Tuy nhiên, ở đời không ai nói trước được chữ ngờ, khi biến cố xảy ra, từ một người mang lại may mắn, Dương Tử nghiệm nhiên bị gắn mác vía nặng. Thanh Châm Hành hợp tác với Ngô Dược Phàm còn chưa kịp lên sóng, thì nam chính còn có nguy cơ ngồi tù vì bê bối tuyện tú. Ngày hôm nay, Đặng Luân bị khui trốn thuế, sự nghiệp đã không thể cứu vãn. Không những Dương Tử mà đạo diễn Quách Kính Minh cũng bị đéo tên trong ngày hôm nay. Anh từng là đạo diễn của phim Tước Tích mà Ngô Dược Phạm đồng chính và Âm Dương Sư Tình Nhạ Tập do Đặng Luân đồng chính. Ngoài ra còn một loạt phim khác dưới tay Quách Kính Minh mà diễn viên chính Ngạ Ngựa, Hạ Chí Chưa Tới, Trịnh Sảng, Tước Tích, Phạm Băng Băng, Tiểu Thời Đại, Kha Trần Đông. Việc cộng đồng mạng nhắc đến Dương Tử và Quách Kính Minh khi các ngôi sao khác gây họa là điều vô lý. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực. Dương Tử chưa bao giờ tự nhận mình là vượng nam chính, chuyện này đâu liên quan gì đến cô ấy. SOS Dương Tử gọi sự xàm xí này, vụ Ngô Diệp Phàm và Đặng Luân phạm pháp lại đi độ cho chị. Dương Tử vượng nam chính là sự thật, nhìn vào thành tích các anh ấy sau khi phim lên sóng là biết, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cả đời các anh được vượng như vậy. Nhìn xem các anh khác như Lý Hiện, Tịnh Bách Nhiên, Mã Thiên Vũ, Ngưu Tuấn Phong hợp tác với Dương Tử đã toang chưa? Dương Tử, cô gái chị nằm yên mà mưa bom bạo đạn cứ rớt lên đầu, su cà na cho chị. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.